Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bản tin nóng. Và sau đây là những tin tức mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cano chìm khiến 13 người chết. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Quảng Nam. Công điện gửi các Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Công điện nêu rõ, theo báo cáo nhanh từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, vào lúc 14 giờ 5 phút ngày 26 tháng 2, tại tuyến đường thủy từ Cù Lao Chàm, Cửa Đại, tỉnh Quảng Nam, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do lật thuyền đối với cano mang biển kiểm soát QNA1152 của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch Phương Đông chở khách tham quan du lịch đảo Cù Lao Chàm. Trên cano có 39 người. Vụ tai nạn làm chết 13 người, 4 người mất tích. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương, phân công lãnh đạo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn, phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam chỉ đạo giải quyết khắc phục hậu quả, thăm hỏi, hỗ trợ động viên nạn nhân và gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn. Bộ Công an được giao chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương điều tra xác minh nguyên nhân, lưu ý kiểm tra vi phạm về điều kiện kinh doanh trên đường thủy nội địa, nhất là hoạt động chở khách tham quan du lịch trên đường thủy nội địa, siết chặt kiểm soát và xử lý nghiêm đối với hành vi chở quá số người quy định, kể cả xử lý trách nhiệm của chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải và doanh nghiệp du lịch khi để xảy ra vi phạm, không để xảy ra các sự việc tương tự. Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam và các sở giao thông vận tải địa phương kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải trên đường thủy nội địa, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm. Đặc biệt xem xét trách nhiệm của chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện gây tai nạn nêu trên. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được yêu cầu chỉ đạo siết chặt công tác quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải trên đường thủy nội địa trên địa bàn, tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định về điều kiện kinh doanh vận tải đối với đơn vị kinh doanh vận tải trên đường thủy nội địa, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm. Thủ tướng giao Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia nghiên cứu phân tích, đánh giá nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian vừa qua, trong đó có các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường thủy nội địa, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong các vụ tai nạn, đề xuất giải pháp xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Theo ghi nhận của phóng viên báo chí, chiều tối 26 tháng 2, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đóng tại Đà Nẵng đã điều 2 tàu cứu hộ cứu nạn vào hiện trường tìm kiếm 4 nạn nhân còn mất tích. Chiều tối cùng ngày, một chiếc trực thăng cũng được điều động tới vùng biển Cửa Đại để hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Đến 19 giờ, các lực lượng tìm kiếm tạm thời rút quân về vì trời tối, gió to và lạnh. Thủ phạm hành hung phóng viên không thể giỏi vậy. Ai là người đứng sau? Thưa quý vị, dư luận có quyền nghi ngờ việc hành hung phóng viên xuất phát từ những toan tính trong phòng lạnh. Tới 26 tháng 2, gần một tuần sau khi phóng viên báo người lao động bị đánh trong lúc tác nghiệp gần BOT Trảng Bom, vấn đề về tung tích, động cơ, mục đích của hai kẻ hành hung vẫn là ẩn số. Ẩn số ấy đáng buồn thay lại là tiền đề cho một sự khó hiểu khác rằng việc tìm ra thủ phạm và làm rõ lý do hành hung trong một vụ việc tưởng đơn giản lại thành gian nan. Các tiền đề làm sáng tỏ vụ việc đã rất đủ. Cụ thể, ngay sau sự việc, phóng viên đã lập tức liên hệ, kịp thời thông báo tới các địa chỉ có trách nhiệm giải quyết. Hành vi côn đồ trên ngang nhiên diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật, trước sự chứng kiến của nhiều người. Các clip ghi lại diễn biến vụ việc với khá rõ hình ảnh những kẻ đánh người được chia sẻ dồn dập trên mạng xã hội. Vậy mà thủ phạm vẫn như bóng chim tăm cá. Đáng chú ý, hôm 23 tháng 2, một cán bộ điều tra công an huyện Trảng Bom cho biết đã xác định được danh tính có đối tượng ở huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. Công an huyện Trảng Bom đã làm văn bản nhờ công an tỉnh Phú Yên hỗ trợ. Tuy nhiên đến cuối ngày 25 tháng 2, lãnh đạo công an huyện Phú Hòa khẳng định chưa nhận được công văn nào của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Trảng Bom liên quan đến việc xác minh. Thế hóa ra, thời đại số mà công văn di chuyển với tốc độ rùa. Liên hệ trong quá khứ, một sự trùng khớp khá ngẫu nhiên là có việc gì liên quan đến sự tồn tại của giải phân cách cứng tại BOT Trảng Bom thì đều chậm có kết quả.
Bằng chứng là từ tháng 10 năm 2019, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai tổ chức họp giải quyết kiến nghị của người dân về dỡ bỏ giải phân cách này. 5 cơ quan đại diện cho ngành giao thông, công an, chính quyền đều đồng ý theo nguyện vọng của người dân là dỡ. Tuy nhiên, vì nhà đầu tư dự án là công ty cổ phần đầu tư Đồng Thuận, không theo với lý do ảnh hưởng đến an toàn giao thông và điều tiết giao thông trong công tác thu phí của trạm, mà mọi thứ bị dừng. Để rồi mãi đến 23 tháng 2 vừa qua mới chính thức có quyết định tháo dỡ. Hơn 2 năm cho một quyết định quả là quá dài. Chuyện của giải phân cách chầy chật mãi mới xong. Giờ lại đến chuyện phóng viên bị hành hung. Nếu nó lại đằng đẵng lê thê như cái công trình phiền toái kia thì thực sự đáng buồn. Và dư luận có quyền nghi ngờ việc cản trở tấn công phóng viên tác nghiệp xuất phát từ những toan tính trong phòng lạnh của nhóm lợi ích nào đó. Những người khó chịu với mong muốn chính đáng của người dân khu vực. Trong sự việc trên, dường như các phản ánh chính thức thể hiện sự bất bình, đề nghị nhanh chóng xử lý từ báo Người Lao Động, Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đang dừng lại ở mức được ghi nhận. Các chỉ đạo khẩn trương từ lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Đồng Nai của lãnh đạo huyện Tràng Bom vẫn trong giai đoạn đang triển khai. Các động thái nhanh chóng làm rõ vụ việc của cơ quan chức năng huyện Tràng Bom, thiên về ý chí hơn là thực chất. Hoặc chỉ đơn giản những kẻ gây rối trật tự, truy đuổi để quyết liệt hành hung phóng viên kia có biệt tài ẩn thân. Tôi nghĩ là không, chúng chẳng có biệt tài gì nếu luật pháp nghiêm minh, người thi hành luật pháp nghiêm túc, trách nhiệm. Hàng không Việt Nam ra thông báo khẩn vì Nga-Ukraine đóng cửa vùng trời. Thưa quý vị, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng vừa có công văn gửi các hãng hàng không về việc hạn chế đóng cửa vùng trời, sân bay tại Nga, Ukraine. Cụ thể, công văn nêu rõ, Cục Hàng không Việt Nam nhận được thư của Văn phòng Tổ chức Hàng không Thế giới, khu vực châu Âu, Bắc Đại Tây Dương về việc đóng cửa không phận tại Moldova, Ukraine và một phần vùng thông báo bay của Cộng hòa Liên bang Nga. Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các nhà chức trách liên quan và các quốc gia khác trong khu vực về những diễn biến tiếp theo, đặc biệt là những diễn biến có thể ảnh hưởng tới an toàn bay. Cục trưởng Đinh Việt Thắng cũng cho biết đã nhận được báo cáo của TCT, quản lý bay Việt Nam, về việc Nga và Ukraine đã phát hành các điện văn thông báo về việc đóng cửa sân bay, hạn chế và đóng cửa một số vùng trời và một số đoạn đường hàng không, đặc biệt là khu vực tiếp giáp với phía đông bắc Ukraine. Các hãng cũng cần ra soát các đường bay căn cứ vào kế hoạch khai thác, lựa chọn các đường bay thay thế nếu cần thiết, đảm bảo bay tránh khu vực đường hàng không bị đóng cửa, hạn chế khai thác. Không chọn sân bay dự bị là các sân bay đã được thông báo đóng cửa và các sân bay nằm gần khu vực vùng trời bị ảnh hưởng. Về đường bay quốc tế tới Nga mà Việt Nam đang khai thác, ông Đinh Việt Thắng cho biết thêm, hiện tại Vietnam Airlines là hãng hàng không duy nhất của Việt Nam đang khai thác các chuyến bay tới Nga và không qua không phận Ukraine. Ông Thắng thông tin, đường bay từ Việt Nam đi Nga đã được Vietnam Airlines điều chỉnh để tránh Ukraine. Từ sau sự cố máy bay MH17 của Malaysia bị bắn rơi ở miền đông Ukraine năm 2014.